Do trời mưa rét nhiều quá, cũng đã gần đến Tết rồi. Có nhiều bác thì yêu cầu là quay nhanh những mặt hàng thì đây, em sẽ quay nhanh những mặt hàng này. Các bác nào có nhu cầu mua sắm như chơi Tết thì các bác cứ liên hệ với em hoặc nhắn tin, em sẽ gửi clip trực tiếp từng đôi hoặc là bản test cho. Bởi vì là bây giờ trời nó mưa gió rồi nó lạnh lắm, cho ra ngoài không được. Em sẽ báo nhanh nhé, báo nhanh từng mã cho các bác. Sáng nay thì làm được 3 clip rồi. Ba clip đến đây rồi. Khu đằng này thì hòm hòm gần hết rồi. Đấy, còn ở phía ngoài kia thì em sẽ ra báo sau. Đây, phía ngoài này thì báo cho các bác sau vậy. Còn hàng thì chưa chưa dám bóc hết đâu ạ. Đây. Hàng thì chưa dám bóc hết đây. Còn đống về đây không có bóc nữa. Bóc nhiều quá nó mưa gió. Em cứ báo dần dần cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, hoặc là nếu mà cuộc gọi nó bị cuộc gọi khác nó đè lên thì bác cứ nhắn tin, em sẽ báo giá lại cho các bác hoặc là gửi clip cho. Bắt đầu từ đôi loa FMI. Đôi loa FMI này. Thương hiệu FMI thì quá là nổi tiếng rồi. Con này là bát 30. Bát 30 bầu dục tép lồng. Đấy. Bát 30 bầu dục tép lồng FMI luôn. Đây là cái này này. Cái tem này này, cái logo này của con của cái e-căng này nó rơi, em đặt tạm đây đấy. Con này là con FMI model 921. Có mức giá là 15 triệu 900. Sang đến đôi loa bên cạnh. Đó là đôi loa JBL. Con JBL này hàng khủng, có clip khui hàng, có bản test rồi. JBL LX8. LX8. LX8 để cho quý vị mức giá là 15 triệu 900. 15 triệu 900. Sang đến tiếp tục với lại dòng loa Sansui XP. Sansui này XP sẽ bao nhiêu đã? Con này XP 2000 hay 2500? Sansui SP 2000. Hàng hai đôi này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. XP 2000 cực kỳ đẹp. Mức giá 7 triệu 9. 7 triệu 9. Sang tiếp bên đây. Đó là đôi loa Akai. Đây, made in Japan, Tokyo, series còn nguyên đấy. Đôi loa Akai nó hơi chật các bác ạ. Khổ quá. Đây là con Akai này có bản test rồi. Akai SVK177 nhé. 177 thấy chưa ạ. Còn đồng hồ xếp lung tung. 177 để cho các bác giá 10 triệu 900 nhé. 10 triệu 900. Những đôi này trước toàn 11-12 triệu thôi, các bác cứ tham khảo đi, cần em gửi bản test cho. 10 triệu 900 đôi Akai này, bắt đầu cần thì em gửi bản test nhé cho nó dễ. Sang tiếp tục với đôi này nữa, đó là đôi loa gì đây? Đôi loa Telefunken Studio 90. Đây là này, mốc lau cái hết luôn nhé. Nó hết luôn chứ không có bác lại bảo rất bẩn. Telefunken Bass 30. Telefunken Studio. Mức giá 6 triệu 9. Những đôi này trước là toàn 79 với 69 thôi. Em cho bớt đi để cho dọn nhà, lấy chỗ để ngồi ăn Tết. 69 nha. Đây này 79 đây này. Em giảm 69 cho các bác để bác nó lấy cho nó nhanh, để em lấy chỗ để ngồi ăn Tết cho nó nhanh. Sang năm lại bán hàng tiếp cho các bác. Các bác nào đặt giáp ngày quá tầm gần 20 Tết là em không dám nhận đâu, bởi vì chuyển hàng xa không dám không chuyển cho bác được. Con này em vừa ghi luôn rồi nhá. Trước là giá 8 triệu 9, em xuống 7 triệu 9 rồi. Lúc sáng em bị quay đây nhưng em chưa quay luôn. Được chưa? Con này có bản test rồi. Con này là con gì đây? Để em quay hẳn cho các bác đi. Con này là con MB Wap nhá. MB Wap, MB Wap này con loa cây màu vàng rất là đẹp. Em ghi luôn để em cho nó. Các bác nào mà mua hàng của em đều biết là hàng năm cứ đến Tết là em xả giá, năm nào cũng như năm nào. Họ thì tăng giá thì em giảm giá cho nó gọn nhà, để em lấy chỗ em ngồi ăn Tết. Em bán hàng là đa số là không phải bán vì Tết, bán là bình thường. Tết thì gần Tết thì nhiều nơi thì các bác bán rất được dễ, bởi vì là nó gần thành phố thì em chuyển hàng được. Thật ra Tết em bán gần Tết thì nhiều bác muốn mua lắm nhưng không ship hàng được, bó tay. Em thì lại ở vùng Phú Thọ nó xa, không thể ship hàng nổi. Nên là đa số là bác nào đến nhà thì lấy được thôi, chứ còn để ship thì bó tay luôn. Đấy. Được chưa ạ? Đôi này trước 8 triệu 9 có bản test rồi. Báo 7 triệu 9 cho nhanh, được chưa? Tiếp tục ở đôi loa toàn giải này nữa, 4 triệu 8 được chưa?
4,8 triệu đôi là toàn giải này. Bát 30 4,8 triệu selection Leon 1218 TC 4,8 triệu được chưa? Giờ 38 nốt cho nhanh này. Em đã sướng lên rồi, đem xuống xuống hết cỡ luôn. 38. Thế cho nó phướng sướng tay. Được chưa các bác? Đấy, cho hết thế nào. Cho hết cái dãy này đi. 38 này. À, tiếp tục xuống đến đây. Đến đây nữa. À, đến đây đó là con âm ly Pinoy SK 3000. Con này 4,8 triệu đúng không? Con thể đánh được rất nhiều loa. 48 này. Giảm cho các bác còn 39. 39, con này đánh được nhiều loa lắm, hay lắm. Xuống tiếp tục con dưới này đó là con âm ly Pioneer SX737. Giá 9,9 triệu. Còn 8,9 triệu cho các bác. 89 ok chưa? 8,9 triệu. Đấy, đi một vòng quanh nữa. Sang tiếp đây. Đó là đôi loa Calip. Đôi loa Calip này có bản test hết rồi, có mức giá là 15,9 triệu nhá. 15,9 triệu. Con này mà không hay thì không lấy tiền nha các bác. Con này tép kèn cơ. Con này bát đánh phê luôn, bao phê luôn ạ. Con này có bản test rồi, bác nào cần thì bảo em gửi bản test cho nó dễ. Calip được chưa? Đẹp con ken nhé. Calip. Đây, tên của nó đây ạ. Calip cái quái gì đấy, US à, em đây Calip. Các bác nhìn kỹ hộ em. Đây là Calip này. Con này tép kèn ở giữa, cứ nhớ tép kèn ở giữa. À, 15,9 triệu. 15,9 triệu. Cho các bác hẳn 2 triệu đi này, 13,9 triệu. Lỗ cũng cho đi để em lấy chỗ này chuẩn bị là ăn Tết. Dẹp hết. Bề ngược lên kho trên kia thì vất lắm. Dọn nhá. Các bác cứ để ý em, năm nào Tết năm nào em dọn kho đấy. Nhưng các bác không thì các bác nào cứ mua, cứ đợi Tết mua cho rẻ. Được chưa ạ? Đây. À, đôi loa sạc Vin Vega 26 triệu. Để em mở cho các bác xem. Con này bát 30. Quá đẹp, quá khủng luôn. À, con này là con sạc Vin bát, con bát dưới cùng là bát 30, lỗ thông hơi phía sau. Bát 30 4 chung, một tép còi phía giữa. Được chưa? Con này nó phải cao đến 1m2, 1m3. Đấy. Đây. Đây hình thức đây, em mở nút bên này cho nhìn. Đối với con này các bác để ý hộ em nhé. Được chưa? Con này kích thước chiều ngang này, ngang 40, nó tầm 42. Chiều sâu dày nhất nó tầm 32 chiều sâu. Chiều cao thế nào? 1 2 3 4 5 đúng chiều cao 1m2. Con này là con từ đây quay lại cho nó quá rõ. Con này là con sạc Vin Vega. Model bên này bị rơi mất, bên kia còn model. Chở kháng từ 4 đến 8 ohm này. Đây, bên này còn model. Bị rơi một bên. Đây. Sạc Vin Vega model 2012. 2012 được chưa? 200 gạch ngang 12. Bát dưới cùng là bát 30. Đây ạ. À. Các bác thoải mái phang đối với sạc Vin Vega. Thoải mái phang nhé. 26 triệu. Giảm kịch sàn cho các bác luôn, còn 23 triệu này. 23 luôn này. 23 triệu. Ok chưa ạ? Lê Tê Phê chưa ạ? 23 triệu. Thế cho nó sướng. Quá sướng chưa ạ? Đây. Vào tiếp đây nữa. Để đẩy lên vào trong góc này. Cho các bác mà thích hàng khủng, cho hàng khủng luôn. À, đối với lại con này. Con này là con loa Code 1010. Loa Mỹ. Con này đánh thì nổi tiếng rồi. Code 1010. Mà là cần bản test em gửi cho. Mức giá 10,9 triệu thì còn 99 nha. 99 cho nó xong này. 99 này. Tiếp tục sang với đôi loa Tech. Con loa Tech này nữa này. Tech bát 30 có bản test rồi. Mức giá 8,9 triệu. Hay là 9,9 triệu đây. Còn 7,9 triệu nha. 7,9 triệu. Ok chưa?
cho nó nhanh. Được chưa? Sang tiếp tục là đôi loa Silixion. Đôi loa Silixion 66. Silixion 66 mức giá bên trong kia 45 triệu. Để cho các bác nhé. 45 để cho các bác 42 luôn này, cho nhanh này. 42 Silixion 66 có bản test rồi, bắt đầu cần em gửi bản test cho nó nhanh. Nói thế thôi. Thế cho nó sướng mắt nhé. Silixion 66, thế cho nó sướng. Được chưa? Tiếp tục sang đến con loa kép này. Kép 105, con này là kép 105. Con này cũng có bản test rồi, xả hết đi cho nó rộng nhà ăn Tết. Hết Tết thì lại tiếp tục chiến đấu loa. Con này có bản test rồi, có bản quay ở ngoài rồi. Con này là con loa kép 104-2, hàng made in England. Trong này một chiếc mặt trước có 3 loa, bên trong thùng súp có 2 loa súp. Con này là 18.900 trước, con này là toàn 19 mấy triệu, 18.900 để cho các bác nhé. 18 còn 16.800 đi, 16 triệu đi cho nó nhanh, 16 triệu cho nó xong phim. Bác nào cần thì em gửi clip test cho, em sẽ quay theo sau nhé.